những quý vị nào mà làm việc ở nhà và hay nói họp hành qua Zoom nè, rồi qua những cái loại app, và tất cả như là Microsoft, rồi tất cả những cái loại app luôn thưa quý vị, không những là Zoom không, thì thường thường là quý vị mà không muốn người bên kia nói là quý vị unmute cái phone, phải không thưa quý vị, unmute cái app nó. Nhưng mà người ta nói rằng khi mà quý vị unmute cái app, khi mà các dữ liệu nó đưa lên cái central, cái nơi mà người ta tạo những cái app cho quý vị á, thì không phải là nó cắt cái tiếng đâu thưa quý vị. Quý vị làm gì ở phía sau này người ta đều nghe hết, người ta vẫn record được. Chắc là video thì ok, nhưng mà tới mà recording, nhưng khi mà có những cái buổi họp quan trọng thì lúc nào người ta cũng record, tức là người ta ghi lại cái âm thanh đó thưa quý vị. Nhưng mà quý vị unmute nó thì bên kia không có nghe quý vị thôi. Nhưng mà những quý vị mà làm gì bên này là nó ghi lại hết thưa quý vị. Tất cả những cái dữ liệu âm thanh của công ty á, nó được lưu trữ lên những cái nơi mà họ tạo ra cái app đó, lên trên cái cloud đó. Thì theo của Đại học Wisconsin Madison đã điều tra cho biết là nhiều cái ứng dụng rất là phổ biến là khi quý vị tắt tiếng thì thật ra những cái tiếng phía sau nó vẫn còn. Và cái điều đó là ảnh hưởng rất là nhiều, nhưng họ vẫn còn đang nằm trong điều tra. Họ chưa nói những cái application nào, những cái loại app nào là đã có những cái điều này. Thì vì họ không có muốn làm cho những người này họ xấu hổ. Chính vì vậy mà họ sẽ đưa ra sau này, khi mà họ đã xác minh thật sự rồi thì họ sẽ nói cái app nào, đó là cái loại app nào mà khi quý vị tắt tiếng thì nó vẫn còn ghi lại tất cả những cái dữ liệu và người ta cũng sẽ nghe hết tất cả. Thì đây là một trong những cái trick mà quý vị trong cái tờ báo này họ nói quý vị, khi quý vị nói chuyện ở trên phone mà quý vị tắt cái mute nó đi á, thì đừng có mute cái app nó không, phải mute cái computer nữa, tức là cái speaker của quý vị, là quý vị tắt tiếng luôn, tắt cả hai bên, double tắt, tức là tắt tiếng ở trên cái app rồi tắt tiếng ở trên cái computer của quý vị. Và có những quý vị và hay sử dụng headphone đó thưa quý vị, thì headphone của quý vị nó có cái tắt tiếng, thì quý vị tắt cái headphone, tắt tiếng nơi cái headphone rồi tắt tiếng ở trên nơi cái app nữa thì sẽ không có bị ghi lại. Khi mà người ta recording ở phía sau background là quý vị không có bị ghi lại. Thì khi quý vị làm như vậy thì quý vị nhớ tắt hai tiếng, tức là double mute, có nghĩa là tắt luôn, chứ còn không thôi, chỉ tắt cái app không thôi là đằng sau quý vị làm cái gì là nó ghi âm thanh lên trên cái dữ liệu và đưa dữ liệu và mọi người có thể nghe được hết. Coi như là không có được nói xấu ai đúng không? Khi mà chúng ta unmute rồi cũng chưa chắc là chúng ta mà ngồi nói xấu người khác. Yeah. Ngồi nói xấu cái người mà giám đốc hay là nói xấu cô giáo hay nói xấu này là chết luôn anh nha quý vị. Yeah. Thành ra là tốt nhất là trong cuộc sống chúng ta nên bình tĩnh lại và chúng ta đừng nói xấu ai, chúng ta phải sống trang hòa đúng không? Giống Lê Thái vậy đó. Dạ quý vị. Nữa, lại nữa, cái đầu em gọi.